Gì đứng ngay đó luôn hả? Canh cửa luôn. Chơi gì ai chơi lại má. Bây giờ nè, bây giờ nó muốn la gì nó la đi. Tôi dặn xuống nó muốn la gì nó la đi. Bây giờ nè, làm quy vô tận với nó lần này nè. Cái cỡ rồi tôi bấm e không kịp. Ai đâu mà cứu. Quan này Bây giờ như vậy đi, bây giờ xuống dưới là phải e liền nha, e liền đâm đầu vô trong kia liền. Bây giờ chết thì thôi, bây giờ là hết sức bình sinh này, hết cứu rồi. sao đây làm sao đây Nhưng mà xuống tới dưới rồi cái không thấy được nó một mình thôi. Nó làm tôi giật mình, nó đi ra cái ngạch cửa đó tôi giật mình. Ý là bây giờ là sao, làm sao để cái con này á, này khó mọi người ơi. mình phải có cách nào để mình lấy nó chứ. Chứ bây giờ mà đi xuống dưới đó thì bị hù rồi, xong rồi sao được. Rồi, chiến này khó rồi. Bắt đầu giận rồi. Tôi bắt đầu giận rồi đó quý vị. Giận nghe, giận nghe. Gì vậy, gì vậy? Sao bây giờ mày, sao tao đồng quy vô tận với mày luôn rồi. Nó đó nghĩ rồi. Cái gì vậy? Đang đi lên hả? Hình như tôi nhớ ông làm là cái mặt nó có cái chữ E rồi phải. Là sao? Bây giờ tôi đang không hiểu nổi nè. Sao lúc đang được lúc ngực không mà sao? Em đi xuống hả? Ủa đi xuống chơi vậy? Đi lên nè. Dán vô đây nha. Gì đứng đó thôi phải không?